Mùa hè thong dong ngập tràn màu sắc của Thúy Ngân. Thúy Ngân được đông đảo người hâm mộ gọi với danh xưng là đại mỹ nhân. Dù không có quá nhiều hoạt động về nghệ thuật trong mùa hè này, nhưng đây lại là cơ hội để người đẹp có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Ngoài ra, thời trang đi biển tràn ngập màu sắc cũng là điểm cộng khiến cô trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi 31 của mình. Chẳng trêu trò hay có những phát ngôn gây sốc, nhưng mỹ nhân gốc Tiền Giang vẫn luôn giữ được sức hút trong lòng người hâm mộ. Đây cũng là điều mà các nghệ sĩ trẻ khác cần học hỏi. Thúy Ngân không còn là cái tên tuổi xa lạ với người hâm mộ, thành công với những dự án truyền hình, diện mạo xinh đẹp còn khiến cô được mệnh danh là đại mỹ nhân. Khác với các đồng nghiệp chăm chạy sâu vào những dự án mới, diễn viên gọn nét gọn tẻ lại có một mùa hè thong dong và ngập tràn màu sắc. Theo đó, trên trang cá nhân của mỹ nhân sinh năm 1991 liên tiếp đăng tải hình ảnh đi du lịch biển. Dù không thả dáng trong những bộ cánh hai mảnh gợi cảm, nhưng cách lên đồ của Thúy Ngân cũng đủ khiến dân tình trầm trồ. Ngoài ra, vì để phù hợp với không khí mùa hè, người đẹp gốc Tiền Giang lại chọn những bộ cánh màu sắc và khéo hách tuổi. Vốn được mệnh danh là đại mỹ nhân của Vbiz, phong cách thời trang nào cũng không làm khó được Thúy Ngân. Cô đặc biệt gây ấn tượng với thiết kế cut out trendy, thiết kế đồ tắm không quá hở này lại càng tôn body của mỹ nhân sinh năm 1991 hơn, từng bị soi vòng hai kém thon trên sóng truyền hình. Trước đây, được xem như màn đáp trả của diễn viên Cây Táo Nở Hoa. Ngoài ra, fan còn thích thú khi cô theo dõi sát sao chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Người đẹp đăng tải khoảnh khắc Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và gửi lời chúc mừng đến đàn đăng quang. Cũng là Á Hoàng trang sức bước ra từ đấu trường nhân sắc nên sự quan tâm của Thúy Ngân dành cho sự kiện này cũng là điều dễ hiểu. Trên trang cá nhân mới đây, nữ diễn viên lại đăng tải hình ảnh đang thong dong ở một bến thuyền. Mỹ nhân gốc Tiền Giang còn đố vui người hâm mộ, đố mọi người biết đây là đâu. Nhìn mẫu bộ đồ và diện mạo không nặng son phấn của người đẹp, dân tình đồn đoán đây lại là một chuyến đi tận hưởng mùa hè nữa của cô. Bạn nhận xét như thế nào về các hoạt động trong hè 2022 của Thúy Ngân? Hãy chia sẻ cho chúng mình biết ở dưới nhé!